Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay YouTube sẽ làm một clip đây để quay cho mọi người đi xem mấy cây chuối nha mọi người. Đây, giờ cây chuối mà hai còn lại đây là chuối cây mù nha mọi người. Tôi sẽ review cho mọi người xem cây chuối là như thế nào nha. Cây chuối như là 35 kia là khác, chuối đây là khác nha mọi người. Mình bán giá thì cái này nó hơi cao một tí, giờ mình trồng ít mấy cây để mình trồng xem như thế nào á. Thì mình không dám trồng nhiều, nhưng mà bên này chuối này là mình khó bán lắm, vì cửa hàng chuối đây thì ít người mua nên mình trồng ít để mình sẽ cho mọi người đi xem thử nha. Đó, cây chuối mình trồng được cỡ 5 tháng nó có trái rồi. Giờ mình đi xem nha. Đây, nó mới ra đây. Bên kia nó nhiều rồi, nó ra nhiều rồi. Sầu riêng chết hết. Đây mọi người xem, cái chuối nó khác hơn cái chuối mình á. Đấy, cái này do mình thiếu phân nên nó ít lắm, có 8-9 nhánh à. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cỡ 8 nhánh. Người ta có phần thì 10 hoặc là 9. Đây mình đem thư buồng này nữa. Buồng này nè, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7, 8, cứ tăm nhanh hết. Mình trồng ít, mình trồng cỡ 50 cây là vừa chết nữa. Đây là vườn trồng làng mình nha mọi người. Trồng chuối thì không tốn công. Cái này dài này, cái này mà bán tinh ký là được á. Cái buồng đèn nó ra lần đầu tiên luôn thì, nhưng mà chưa ra. Cái đèn nó cân có tầm mười mấy ký hoặc 20 ký đó. Làm gì nữa, ở nhà lăng quăng thế này thôi, không biết đi chơi chỗ nào, đi làm chỗ nào này. Cái đây này không có đẹp, giờ chết nhiều, thơ quá. Cái đây mình trồng theo cái cây cà thôi nha mọi người. Coi một cái mít, mít này mình trồng là mình trồng 2 năm, giờ có 2 cây quả mít cao tầm 2,5 mét, 3 mét rưỡi.
để cây sầu riêng nằm mây trong cỡ 2 tháng không có phân, không có thuốc gì hết luôn á, mình trong đợt trăng thôi, nó vẫn khoe được bằng này, biết đâu khi nào nó chết mình không biết. Đây sầu riêng này mình trồng 2 năm rồi này, 2 năm rồi không lên được. Đấy. Nó lên chậm quá thì bởi vì không có thuốc, không có tỏ phân. Mình xin hẹn gặp lại mọi người nha. Giờ clip xây dựng tới đây rồi. Đây giờ gió quá nên không quay nhiều. Xây dựng clip tại đây rồi, xin chào mọi người nhé. Mọi người nếu mọi người thấy hay thì mọi người đừng quên cho like và cho share đăng ký kênh nha. Hẹn mọi người gặp lại video.